xem những sản phẩm của Sài Gòn Tân Thời, quý vị nhớ subscribe giùm em trên YouTube đoàn Lưu Thua Sài Gòn Tân Thời quý vị nha. Để... Không, nói chung là gao găm. Ừ, chị nói chung là gao găm, hơi găm chút xíu. À, không có, gao găm sạch luôn. Ừ, lâu lâu có thịt xuống từ sâu. Thịt xuống từ sâu đó. Rồi, cái bây giờ dòng lại tiếp theo, nhà mình chỉ có 10.000 đồng. Rất mong quý vị ủng hộ nhiệt tình bổn đoàn nha. Rồi, Lê Cần còn hai dĩa chót, giơ tay giùm em. Trời, bữa nay có vợ đi cho nên là hả, trời rất chăm chỉ, bán từ đầu tới cuối không nói một lời đúng gì. Bình thường là biến như quỷ cho ma vậy đó. Không nói không được, yêu nghiệt. Rồi, Khải ơi, hết vé chưa? Trời ơi, chưa giọng mẹ ghê không? Trời ơi, cái tóc nó ghét ghê không? Một ngày đội 4 kiểu tóc có gì? Rất là vi diệu nha. Trời, tóc bên đây xéo không bên nữa, chặt nữa chứ. Lộn luôn, không ai làm lợi của nó. Ê, cái tóc này của anh Khải mà. Tóc của Ba Đồ. Của Ba Đồ hả? Đủ Ba đổi lại vậy hả? Ngộ quá ha, tóc linh động như dứa tính vậy đó. Buổi sáng làm ông, buổi chiều làm gái, tối là PD. Đó. Chị em thương nhau lắm. Chị em thương nhau lắm không? Chồng con thì giống như ba bông tay của chị, đừng đeo nữa nha. Chị phải không? À, chị nhìn lộn, cứ bán vé đi cưng ơi. Rồi. Hả? Rồi, vòng 1 của mày đâu bà nội? Vòng 1 ẩn. Vòng 1 nó bị ẩn rồi. Giống như là mình hay bị là sẹo lồi với sẹo ẩn đó. Thì vòng 1 của nó là vòng 1 ẩn chứ không phải vòng 1 lồi của gì nha. Đó. Rồi Phi Thanh Vân mặc áo dài duyên dáng quá đi. Chết mẹ đang cắn hồn dưa luôn. Tao mới, mày phun nữa. Mày ngon rồi, hơi mày móc đứa xì gà mày hút nó chết liền luôn đó. Rồi, nghe giờ dập lại tiếp theo, ai chưa có bé giơ tay. Người ta chưa có tiền ai. Dạ, à, cái gì ai chưa, nãy Khải chưa có tiền cho ai đó cái gì. Giơ tay mẹ. Nghe giờ thằng ông nội. Mày làm mày á với tao hả? Cắn không? Cắn được chưa không? Dạ. À đù. Bữa nay mùng 1 hả má? Tao nói cho mày nghe cái răng tao cạo cái mặt mày được mày mày đúng rồi. Cạo từ mái nhà mày cạo xuống luôn đó, tao đâu chứ cái gì nữa. Cái răng đó bầu cào chú bất giới vậy. Mày ngon mày đứng lại cho tôi yêu mày. Đó, thấy chưa? Mày ngon, bầu chạy, bầu, chạy bầu, dưới nó bầu, quýnh nó bầu. Mày chết mày mày, mày chết bà nội mày với bà rồi. Mày, trời ơi, cái gì đang đón xem qua một trận đồng viên Điền Kinh. Lộ lộ đang dí một trận đồng viên mà hương quả. Chị bình luận có ai không? Trong cái cuộc đua này thì tôi là người khách quan nhất. Tôi đứng bên ngoài tôi nhìn thì chắc tôi nghĩ là bà bầu chắc có bầu thì nói chuyện thôi. Ok, nói gì vui thì vui thôi. Thấy hôm nay chị lộ đâu có đi bán vé, giả bộ tạo dựng thêm trường có bầu nữa không đi bán vé. Mọi người thấy rõ ràng không? Chủ đoàn mà rất là làm biếm nha mọi người, thật sự rất là làm biếm. Chủ đoàn mà làm cha làm. Trời ơi, ấy con keo nghiệt mày không lấy lương mà tiền tao đánh bài con kia. Quý vị ơi, yêu cầu tẩy chay lộ lộ một like để tẩy chay lộ lộ đi mọi người ơi, một like. Rồi, kinh xin chúc mừng lộ lộ đã bị tẩy chay. Rồi, cái gì bắt đòn đi vô. Bắt đòn đi vô. Rồi ai lên thế coi rồi. Lấy cái quyền đâu, lấy cái quyền bước ra lấy cái quyền đây. Rồi lộ lộ đi vô lấy cái giấy chủ đòn ra đây, nhanh lên. Ra ký giấy làm chủ đòn. Đi vô, nhanh lên. Bắt đòn đi chơi. Có cái gì đâu mà ngỡ ngác, đi vô. Bởi đi vô. Bụng bự là tưởng cái bụng bự là. Đi vô lấy cái giấy chủ đòn ra đây. Trời ơi. Vô đi. Liên tiếp cái gì nữa? Rồi, kể từ bây giờ phút này, chị Lan Kim Quyền đã là chủ sở hữu đoàn Lotto Sài Gòn. Mọi người cho một tràng pháo tay đi ạ. Hay quá. Ủa nó nghe nè, nói công long không mà không có giấy tờ nó đang giữ đó. Rồi. Ôi, thôi. Lộ ra đi. Em yêu chị. Em yêu chị rồi. Chị vẫn mãi là chủ đoàn trong lòng em. Chào quý vị khán giả, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó, rất đơn giản, em đâu có giành được làm gì đâu. Ai nhào vô hốt giùm em tỷ thì giùm đi. Rồi, bây giờ giùm lại thêm có bé chị tay không? Hi.
để bay lái và mỗi em mỗi tình để chẳng có mất kia đôi chia sẻ hát vang ta tục chúng mình để vòng số chín vòng số chín vòng số chín vòng số chín để vòng số chín vòng số chín để vòng số chín tôi là con mây sâu từ ra sâu từ ra sâu từ đây sâu từ đây tóc em dài em đi mà trong nắng tóc em ngắn em đi mà trong mưa tóc em thưa em đi mà trong gió tóc em hồng chúng tôi bắt đầu phục vụ dòng lời đặc biệt cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay.